Chào tất cả các học sinh. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục qua mới nhất. Hôm nay chúng ta sẽ học bài thực hành 4, sử dụng câu lệnh điều kiện. Khi vào phần thực hành thì cô sẽ nhắc lại kiến thức cũ. Câu lệnh điều kiện. Câu lệnh điều kiện thì gồm có câu lệnh điều kiện dạng thiếu và câu lệnh điều kiện dạng đủ. Câu lệnh điều kiện dạng thiếu có cú pháp như sau: if điều kiện then câu lệnh chấm phẩy. Với hoạt động, chương trình sẽ kiểm tra điều kiện. Nếu điều kiện được thỏa mãn, chương trình sẽ thực hiện câu lệnh sau từ khóa đen. Ngược lại, câu lệnh đó bị bỏ qua. Câu lệnh điều kiện dạng đủ, cú pháp if điều kiện then câu lệnh 1 else câu lệnh 2 chấm phẩy. Hoạt động, chương trình sẽ kiểm tra điều kiện. Nếu điều kiện được thỏa mãn, chương trình sẽ thực hiện câu lệnh 1 sau từ khóa đen. Ngược lại, câu lệnh 2 sẽ được thực hiện. Chúng ta cùng qua phần thực hành. Bài 1. Viết chương trình nhập vào hai số nguyên A và B khác nhau từ bàn phím và in hai số đó ra màn hình theo thứ tự không giảm. Đầu tiên thì cô sẽ mô tả thuật toán và sau đó chúng ta sẽ thực hiện chương trình nhé. Thuật toán được mô tả như sau: với input là hai số nguyên A và B, output là in giá trị lớn hơn rồi đến in cái giá trị nhỏ hơn. Thuật toán, bước 1, cô sẽ so sánh A và B. Nếu A lớn B thì in giá trị của A, rồi mình in giá trị của B. Ngược lại thì mình in ra giá trị của B, rồi mình in ra giá trị của A. Và bước 2 cũng là bước kết thúc thuật toán. Thì chương trình này sẽ được chúng ta viết như sau. Cô sẽ khai báo hai biến A và B là hai số nguyên. Đầu tiên chúng ta nhập vào số A, sử dụng readline A để nhập số A từ bàn phím. Sau đó nhập vào số B, sử dụng lệnh readline B để nhập số B từ bàn phím. Như vậy chúng ta thấy rằng đây là cái bài số 1 này chúng ta sẽ sử dụng cái cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ, hay nói cách khác là sử dụng câu lệnh điều kiện dạng đủ để thực hiện cái bài này. Có nghĩa là if, then và else. Như vậy, nếu A lớn B thì write, thì in cái giá trị của A. A và B chúng ta không đặt trong cặp dấu nháy đơn, ha, bởi vì chúng ta in cái giá trị. Rồi ở đây cô cho một cái khoảng trắng. Đó. Nếu A lớn B thì in số A, sau đó khoảng trắng rồi in số B. Ngược lại chúng ta sẽ in số B và sau đó in cái số A. Rất là đơn giản đúng không nào? Rồi, cô khi chạy chương trình, cô nhập số A là 10, số B là 6. Thì chúng ta thấy 10 lớn 6, in ra giá trị A trước là 10, rồi đến 6. Tương tự như vậy, cô nhập số A là 5, số B là 20. Thì số B có giá trị lớn hơn số A, cho nên sẽ in ra giá trị của B trước là 20 và 5. Rồi, chúng ta qua bài số 2. Viết chương trình nhập vào chiều cao của bạn Long và Trang. In ra màn hình kết quả là so sánh chiều cao của hai bạn. Chẳng hạn như là bạn Long cao hơn, hay là bạn Trang cao hơn, hay là hai bạn cao bằng nhau. Đầu tiên sẽ gõ chương trình như sách giáo khoa ở trang 53. Sau đó chạy chương trình, quan sát kết quả và sửa lại chương trình để cho chúng ta kết quả đúng. Đây là cái chương trình khi mà cô gõ giống như trang 53. Đầu tiên đó, cô khai báo hai cái biến Long và biến Trang để lưu cái chiều cao của bạn Long và chiều cao của bạn Trang. Bởi vì chiều cao cho nên cô sử dụng cái real, ví dụ như 1m6, 1m7 gì đó. Rồi, nhập vào chiều cao của bạn Long, nhập vào chiều cao của bạn Trang. Sau đó chúng ta viết các cái câu lệnh điều kiện. Nếu bạn Long cao hơn thì in ra bạn Long cao hơn. Nếu bạn Trang cao hơn thì in ra bạn Trang cao hơn. Trường hợp còn lại in ra hai bạn bằng nhau. Sau khi viết cái chương trình như thế này rồi, chúng ta chạy thử chương trình xem cái kết quả nó sẽ ra như thế nào nhé. Nếu cô nhập chiều cao của bạn Long, sau đó cô nhập chiều cao của bạn Trang. Bạn Long 1.5, bạn Trang 1.6 thì in ra bạn Trang cao hơn. Vì sao nào? Bây giờ mình phân tích một chút xíu ha. Nếu Long cao hơn thì in ra bạn Long cao hơn. Tuy nhiên Long không cao hơn nhưng nên câu lệnh phía sau đen này không được thực hiện. Nó sẽ đến cái câu lệnh if thứ hai. If Long thấp hơn Trang. Đó. Như vậy ở đây Long thấp hơn Trang nên sẽ in ra bạn Trang cao hơn. Rồi, câu lệnh else không thực hiện. Tuy nhiên, nếu như chúng ta nhập chiều cao của bạn Long là 1.6 và chiều cao của bạn Trang là 1.5, lại in ra đến hai câu bạn Long cao hơn và hai bạn cao bằng nhau. Vậy chúng ta thử phân tích như thế nào nhé. If Long cao hơn Trang, in ra bạn Long cao hơn. Như vậy câu lệnh này đã được thực hiện, câu lệnh if được thực hiện. Rồi, có dấu chấm phẩy. Tiếp tục, if Long thấp hơn Trang. Đó. Ở đây, Long 1.6. Trang 1.5 nên Long không thấp hơn Trang. Câu lệnh write này bạn Trang cao hơn không được thực hiện. Nhưng nó lại thực hiện cái câu lệnh sau cái từ khóa else là hai bạn cao bằng nhau. Cho nên khi chúng ta viết chương trình như bài thế này
giống như trong sách giáo khoa, thì chương trình của chúng ta chưa đúng. Vậy chúng sẽ sửa lại chương trình như thế nào? Cô sẽ hướng dẫn các em sửa lại chương trình để chương trình của mình chính xác nhé. Rồi. Bây giờ cô khai báo hai biến. Một biến là long, một biến là trang, để thể hiện rằng đây là chiều cao của bạn Long và chiều cao của bạn Trang với cái kiểu dữ liệu là real. Ta sẽ nhập chiều cao của bạn Long. Rồi sử dụng lệnh readline Long để mình nhập chiều cao của bạn Long nhé. Rồi, sau đó mình nhập chiều cao của bạn Trang. Sử dụng câu lệnh readline Trang để mình nhập chiều cao của bạn Trang từ bàn phím. Rồi, nếu if chúng ta sử dụng câu lệnh if. Nếu chiều cao của bạn Long mà lớn hơn chiều cao của bạn Trang thì chúng ta in ra bạn Long cao hơn. Rồi, nếu chiều cao của bạn Trang lớn hơn chiều cao của bạn Long, đó, thì mình in ra là bạn Trang cao hơn. Ngược lại, in ra hai bạn cao bằng nhau. Rồi, như chúng ta đã biết, chương trình này sẽ cho chúng ta kết quả chưa đúng. Ha, chúng ta cũng vẫn cứ chạy thử. Rồi, A là tép chính đúng thì chúng ta hình tròn nép chính. Nhập chiều cao của bạn Long 1.5, chiều cao của bạn Trang 1.6 thì sẽ in ra bạn Trang cao hơn. Đúng chưa? Rồi, bây giờ chúng ta chạy ngược lại. Nhập chiều cao của bạn Long là 1.6, bạn Trang là 1.5 thì in ra cả hai câu lệnh bạn Long cao hơn và hai bạn cao bằng nhau. Do đó chương trình chưa chính xác, chúng ta sẽ sửa lại chương trình này nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ sửa lại chương trình này như sau, rất là đơn giản. Chúng ta bỏ cái dấu chấm phẩy sau câu lệnh if đầu tiên và thêm vào cái câu lệnh if phía dưới chữ else if. Nghĩa là gì? Nếu mà bạn Long lớn hơn bạn Trang, có nghĩa là nếu bạn Long cao hơn bạn Trang thì in ra là bạn Long cao hơn. Ngược lại, nếu như bạn Trang có chiều cao hơn bạn Long thì in ra là bạn Trang cao hơn, và trường hợp cuối cùng là in ra hai bạn cao bằng nhau. Ở đây chúng ta chỉ sử dụng duy nhất là một cái câu lệnh if, else if rồi else thôi, cho nên chương trình của mình nó sẽ cho kết quả chính xác. Chiều cao của Long 1.6, Trang 1.5, đó, bây giờ chỉ in ra là bạn Long cao hơn, không còn in ra hai bạn cao bằng nhau nữa, được chưa nào? Rồi, bạn Trang cao hơn. Trường hợp thứ ba. Sẽ cho chúng ta kết quả là hai bạn cao bằng nhau. Như vậy, chúng ta sửa lại rất là đơn giản. Chúng ta bỏ dấu chấm phẩy sau câu lệnh if đầu tiên và thêm vào chữ else. Đó, như vậy là chúng ta có một cái câu lệnh điều kiện if, else và else. Đó, thì nó chỉ kiểm tra một lần, nếu mà bạn Long lớn hơn bạn Trang, nghĩa là chiều cao của bạn Long hơn chiều cao của bạn Trang, thì thực hiện cái câu lệnh sau cái từ khóa đen. Còn tất cả những cái câu lệnh else if và else khác không thực hiện nữa. Đó. Hoặc là chúng ta có thể sửa theo cái cách như sau. Chúng ta có thể sử dụng cả ba câu lệnh if để thực hiện bài này.
À, nếu chiều cao của bạn Long hơn chiều cao của bạn Trang thì in ra chiều cao bạn Long cao hơn. À, nếu mà chiều cao của bạn Long nhỏ hơn chiều cao của bạn Trang thì in ra bạn Trang cao hơn. Và nếu như hai bạn Long và Trang có chiều cao bằng nhau thì sẽ in ra hai bạn cao bằng nhau. Rồi, chúng ta chạy chương trình nhé. Gặp chiều cao của Long 1.5, Trang 1.6. In ra bạn Trang cao hơn. Rồi, như vậy là cô đã hướng dẫn cho mình sửa cái chương trình này bằng hai cách. Cách thứ nhất là sử dụng một lần câu lệnh if rồi else if rồi else. Rồi cách thứ hai là chúng ta sử dụng nhiều lần câu lệnh if then. Cô đã hướng dẫn cho mình thực hành cái việc sử dụng câu lệnh điều kiện. Như vậy chúng ta ghi nhớ nhé. Câu lệnh điều kiện dạng thiếu có cú pháp if điều kiện then câu lệnh chấm phẩy. Còn câu lệnh điều kiện dạng đủ là if điều kiện then câu lệnh 1 else câu lệnh 2 chấm phẩy. Mình có thể sử dụng câu lệnh if then lồng nhau. Ví dụ như là if then rồi else if rồi then rồi là else. Rồi, các em nhớ xem video nhiều lần để hiểu bài, ghi nhớ bài học, chép bài ở phần ghi nhớ. Bài tập cô sẽ hướng dẫn cho mình sau trong tiết học và nghe theo hướng dẫn của giáo viên trong suốt quá trình học tập nhé. Chào tất cả các em, chúc tất cả các em có một tuần học thật là vui. Cảm ơn tất cả các em đã lắng nghe và theo dõi. Hẹn gặp lại tất cả các em.